Không có đòi không? Không, rất là sợ luôn. Cho không cho thôi. Mà hai đứa giữ gìn cho tới đêm tân hôn luôn. Dạ đúng rồi. Hay quá ha, dễ thương vậy. Đêm tân hôn chắc hay lắm luôn. Chắc trời ơi, coi đêm tân hôn tao nói hả, chắc chở. Sao đâu. Cái bữa đó không biết sao, lần đầu tiên của con kiểu như là nó muốn mắc ị vậy đó, không hiểu sao mà cứ kiểu như là đang lúc vậy ha, hưng phấn lên vậy cái ha. Khoan. Mến chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Dạ. Rồi bây giờ trước tiên xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Lê Quốc Việt, năm nay em 27 tuổi, hiện đang làm bất động sản với làm YouTuber luôn đúng không? Dạ. Còn em? Dạ em lần đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận với lại khán giả đang xem chương trình. Em tên là Đào Thị Mỹ Linh, hiện tại em đang kinh doanh mỹ phẩm và quần áo với lại kinh doanh Mercy 3 nữa. Hai em là kể cho anh biết coi cái câu chuyện tình yêu của hai em bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Dạ lần đầu tiên á, mẹ của ông xã em á là đi chợ, thì vô tình á là vô cái tiệm quần áo của em, thấy em lanh quá đi, buôn bán mà lanh cái miệng sao mà lanh quá trời quá đất luôn. Mà mẹ của ông xã em thì đã đang đi tìm con dâu tuổi dần nữa. Mà gặp ngay em con dâu tuổi dần luôn. Xong cái hả, ê tôi thấy mày lanh quá, hay không mấy mày cho tao xin số điện thoại mày đi. Tao có thằng trai nè, mà cũng bự con đẹp trai lắm. Mẹ mới đưa cái hình của ông xã em cho em coi tại chỗ luôn. Em thấy là không đẹp rồi. Là tự nhiên em... không muốn cho rồi đúng không? Đó, nhưng mà mình phải lịch sự, là mình vẫn phải cho bình thường, nhưng mà quen hay không là chuyện của mình thôi. Cho xong cái 3-4 ngày sau cái ổng mới gửi cho em cái icon. Mà gửi cái icon hình cười thôi à. Rồi sao em thấy vậy, không nói câu nào, tự nhiên gửi cái icon hình cười không à. Thấy ông này tự nhiên hết kiểu cũng ba gai nữa. Cái em cũng gửi lại cái icon hình cười y chang vậy luôn. Rồi em cũng im re luôn. Rồi, xong tự nhiên cái tối ngày hôm đó gửi thêm cái icon chút ngủ ngon. Rồi xong im luôn. Con bạn này nè, về mẹ nói gì với em? Mẹ em thì nói là mẹ có bé này nè, mới biết bé này ở ngoài chợ đó. Thì kiểu như là giờ là con với bé này giờ tìm hiểu đi. Rồi nếu mà cảm thấy mà được thì tiến tới. Cái khoảng sáng thì mẹ có đưa số điện thoại cho em, nhưng mà kiểu như là em không có ẹp liền. Đó, xong cái khoảng chiều cái mẹ đưa cái hình cho coi. Thấy cũng được, đẹp quá. Đẹp quá, đúng không? Đẹp quá. Xong cái là em mới ẹp cho luôn. Ẹp cho luôn khoảng đâu mấy ngày sau em mới nhắn tin. Thì bắt đầu là hai chồng em mới bắt đầu nhắn tin. Mình nhắn qua icon không vậy hả? Dạ, nhắn rồi. Rồi sau cái đợt mà gửi icon qua lại đó, bao lâu thì mới gặp nhau? Đúng một tuần luôn. Là bắt đầu ông này mình đang nói chuyện bình thường thì ổng hỏi em ăn gì không. Rồi xong ổng mới đi mua cho mình cái hamburger. Là lúc đó là ổng chạy tới tiệm của em á, ổng đưa cho em cái hamburger là lần đầu tiên gặp mặt tại shop luôn. Nhưng mà chỉ đưa xong đi về thôi chứ cũng chưa thấy rõ vậy đó. Mà cái hình tượng đầu tiên mà ổng chạy tới ổng đưa cho em á, là em thấy ủa trong hình nhìn thấy trẻ lắm mà sao ngoài như ông già vậy á. Áo vest rồi quần kiểu vậy nè. Mà em nói có 20 mấy tuổi mà sao mặc độ như ông già là không ấn tượng gì rồi. Đã vậy còn đeo cặp mắt kiến nhìn giống như mấy người mà bị lừa, giống như mấy người lừa đảo á, là không ấn tượng gì luôn. Cái mắt kiến nào mà ra. Nhưng mà chỉ được cái là giọng nói quá nhỏ nhẹ luôn. Nhỏ nhẹ đến mức độ mà nói mà nhiều khi hả không nghe được luôn á. Là quá nhỏ nhẹ nên mình mê cái giọng đó thôi. Trời, nó không nghe mà mê đó. Tức là bạn vợ là mê cái voice của bạn chồng. Đúng. Thì cái tối ngày hôm đó luôn, tối ngày hôm đó là hai vợ chồng mà hẹn nhau đi uống trà sữa Trường Chinh ăn bánh tráng. Cái ông này cũng qua chở. Thì chở lúc đầu chở cũng mình nghĩ chắc thời buổi hiện tại chứ không còn trẻ trâu nữa đâu. Mà chạy cũng ba gai lắm. Chạy cũng un vậy đó. Chạy cũng ba gai giống như là muốn cho mình ôm vô vậy. Mình nghĩ sao lần đầu tiên gặp mặt sao mà ôm được. Thế mình cũng ngồi lì vậy luôn. Xong rồi tới nơi cái hả cũng nói chuyện. Lúc đó là gặp trực tiếp rồi đó. Là ăn uống qua lại là kêu ổng hát cho mình nghe lúc tại chỗ luôn. Tại là, quán trà sữa luôn. Đúng quá. Rồi là xong là ổng hát cái mình cũng mê luôn. Mình mê ly luôn. Mê cái voi nữa. Mê nữa. Còn em thì sao? Em mê cái gì ở cổ? Mê cái mập. Tại vì ngày lần đầu tiên mê cái... Đúng luôn luôn. Đúng không? Ê, đừng có cười nghe mày. Có những người đàn ông, người ta thích phụ nữ mập tròn nghe mày. Cười dễ thương mà. Đừng có nói mình dây là thành công, xin lỗi. Ủa, em cười là em mà thấy nó dễ thương quá. Mập mình thấy dễ thương. Đúng rồi, mập tròn dễ thương. Rồi trời sao ơi. Thì nói chung là tại vì cái gu của em là gu mập. Nên là mấy người ốm sợ lắm. Thì vừa gặp vợ em cái mập quá mê luôn. Cưng. Rồi nghe nè, dạ. Sau cái bữa đi ăn đó bao lâu thì mới có cái nụ hôn đầu tiên? Em với chồng em cũng lẹ lắm, khoảng thêm một tuần nữa đó.
thêm một tuần nữa là bắt đầu để đi coi phim. Mà ông này giống như là kiểu nào giờ chứ đâu quen ai đâu, nên là em là người trúng tủ hay sao là nụ hôn đầu tiên của ổng luôn. Lần đầu tiên hôn luôn hả? Dạ. Kiểu như là hai đứa đang coi phim xong rồi hả nghiêng qua rồi ngã lại xong rồi tự hai đứa tự hôn luôn. Mà ông này thì mình em thì em hôn em mở mắt thôi mà em thấy cái chân ông này nó muốn quéo lại luôn. Cái như là cái môi ổng bị đơ vậy nè, ổng không hoạt động gì. Như là em coi như là em buông người luôn, không muốn làm gì làm luôn. Muốn làm gì làm. Nhưng mà sao em biết đây là lần đầu tiên của ảnh? Ảnh nói cho em nghe hả hay là em cảm nhận? Thì ổng kể em nghe, nhưng mà em nhiều khi ổng tên tại hai mươi mấy tuổi thì chẳng lẽ chưa có hôn ai bao giờ. Ổng tên luôn, nhưng mà ổng nói hả thiệt là anh chưa hôn bao giờ hôn ai. Thì hồi xưa quen mấy người trẻ trâu không à, là toàn là đi đua xe không chứ đâu có mấy cái vụ này đâu. Đó, em đã cướp đi cái nụ hôn đầu tiên đó. Đó. Mà nhưng mà em chưa hôn ai mà sao bữa đó em gan vậy, em dám mà gọi là tự hai đứa gọi là sáp lợi vậy? Em đâu có bị động đâu, em cũng là 50-50 tự chủ động mà, đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì kiểu như là ế nhiều năm quá bây giờ tới rồi. Ế nhiều năm á hả? Giống như là vừa gặp ông này là nghĩ là ông này là chồng của mình luôn rồi. Nói đó, chuyện hợp nè, ăn uống cũng hợp, gu thời trang hợp, hợp đủ thứ luôn. Nói chung là hai đứa tình tứ dữ lắm. Tình tứ nhưng mà nó có đi quá không? Không bao giờ đi quá giới hạn. Chỉ hai đứa cũng ráng gọi là gìn giữ nhau. Tại vì chắc chắn là phải cưới rồi. Thì mình để thôi sau cưới rồi là mình đi xa hơn. Nhưng mà ổng có đòi không? Không. Rất là sợ luôn. Cho không cho thôi. Mà hai đứa giữ gìn cho tới đêm tân hôn luôn. Dạ đúng rồi. Hay quá, dễ thương vậy. Đêm mà... tân hôn chắc hay lắm luôn. Chắc trời ơi, coi đêm tân hôn tao nói hả, chắc chở. Sao đâu. Cái bữa đó không biết sao lần đầu tiên của con kiểu như là nó muốn mắc ị vậy đó, không hiểu sao mà cứ kiểu như là đang lúc vậy hả, hưng phấn lên vậy cái hả, khoan lại chút không, mình con nó có bị lội cái không, mình làm tiếp. Xong rồi cái đang làm cứ cũng nữa, từ đó làm riết hả tới 4-5 giờ sáng. Trời ơi, lúc đó em sao em mới nghe coi. Em có bị mất hứng không? Mất hứng thì cũng một phần thôi, nhưng mà có cái là nguy hiểm. Cứ một chút cái xào quần xong cái bà kêu em chịu hết nổi, mắc ị quá. Nó cứ một chút cái mắc ị quá, chịu hết nổi đây. Xong rồi ta nói hả, coi như là xào quần với bà hả nguyên một đêm luôn. Sáng ngày em đi đâu có nổi đâu. Đó. Một lần nhưng mà một hiệp hay là mấy hiệp? Một hiệp một. Một hiệp. Một hiệp mà tới 4-5 giờ sáng. 4-5 giờ sáng hiệp, luôn. Một hiệp á, nhưng mà nó cứ kéo dài cờ giật vậy đó, ra là hả? Thôi dừng lại miễn đang trong tình nhãn thì là để chút. Thôi tiếp. Rồi xong cũng thành nghe. Công đúng không? Dạ. Thành công cũng thành công. Vào lúc 4-5 giờ sáng. Đó, nhưng mà qua ngày hôm sau có cải thiện nữa không? Rồi ngày hôm sau là có kinh nghiệm rồi. Là mình đỡ hơn, kiểu như lần đầu tiên trong cuộc đời mình mà. Thì lần thứ hai là mình quen từ từ rồi, nhưng mà cũng còn cảm giác nhưng mà nhẹ nhẹ lại chút thôi. Nhưng mà mình cũng sợ ông mất hứng nữa, nếu thôi mình không kể đi, giờ có ra cháu ra luôn đi. Trời, hai đứa dễ thương quá. Đâu giờ hai tới đứa, phần này. Hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ con em lấy nhau được 2 năm. Hai năm rồi. Em bé được nhiêu tuổi? Em bé được 9 tháng. 9 tháng rồi. Về ở với nhau. Anh thấy cái câu chuyện của các bạn nó vui quá à. Dạ. Hồi giờ đến cái phần này vui hơn nè. Ổng có tật xấu gì không? Vô số kể luôn. Nói ổng cái tật ổng du duyên lắm. Tự nhiên mình đang ăn cơm, cứ canh cái lúc mình ăn cơm lại thả bơm. Cái là cái mất quá lịch sự luôn. Thêm một cái nữa là tối đang nằm chơi bấm điện thoại nè, xong cái hả chùm mền vô coi như là tay chân không dễ dụ gì hết. Hỏi gì á, làm một phát thêm cái nữa. Trời mà không cho mình thoát ra ngoài luôn, bắt mình ở trong đó mình hửi vậy đó. Hửi riết giờ quen rồi đúng không? Hửi riết giờ mập luôn. Rồi sao nè, mê chơi game không? Cực kỳ mê chơi game luôn. Nhiều khi chơi game mà quên vợ quên con luôn. Chơi game mà còn chửi nữa. Chửi hả? Mày cái nổi trời đất đó. Ông này ông chơi game mà ông dịu nhập tâm với à. Ừ. Nghĩ chơi game được không? Nhiều khi hả con khóc con la mà ngồi chơi game nữa. Cái vô tâm luôn rồi đó, đó là xấu đó. Nó nghe nè, ổng có ghen? Có một lần thôi à. Một lần duy nhất luôn à, lúc đó là có bầu em bé khoảng mấy tháng đầu á, là em đi siêu âm, kiểu như bữa đó làm như sao á, đi siêu âm tư, cái đi vô đo điện tim. Đo điện tim thì bắt buộc nó phải kẹp vô hai vú rồi. Đó, mà đàn ông làm chứ không phải là phụ nữ. Thì mình cũng lần đầu tiên có bầu đâu biết đâu, thì cũng ra mình thật thà cái trời anh kỳ ghê luôn á. Tự nhiên á hả, khám của người ta khám có bầu không khám cái bụng, tự nhiên dạch vú ta kẹp vô vậy, kỳ cục ghê không. Xong cái ông thấy vậy cái hả, ông mặt nụn đóng rồi. Nụn đóng cái lúc về luôn lạ hả, về ta nói im lặng mấy tiếng đồng hồ luôn. Mình biết là ông giận rồi, mình biết vậy ta nói lúc đầu khỏi kể cho rồi im luôn.
Là ghen với bác, ghen là ghen với bác sĩ hả? Đó, em nói thử nghe cái tại lý do tại sao mà mặt đóng. Tại vì kiểu như là em nghĩ là lúc đầu là làm cái đó là làm bác sĩ nữ đó, mà đâu có nghĩ là bác sĩ nam làm đâu. Rồi nhưng mà cái đó là cái thao tác chữa bệnh của người ta mà. Dạ. Sao lại giận vợ? Thì kiểu như là tại vì đàn ông khám ra mình hơi bực á, kiểu vậy. Rồi. Dạ. Rồi sao nè, ở trong nhà có bao giờ màu mè nữa không? Màu mè là màu làm sắc đồ này kia. Dạ có. Sao là đó? Cực kỳ màu mè luôn, thánh làm màu luôn, gọi là cho ổng một phong một cái thánh luôn. Chiên một cái trứng rồi lấy cái chảo, cái tô, cái rổ làm bùm beng giống như là ta đây là một cái đầu bếp của như đồ bếp nồ siêu vậy đó. Siêu đồ bếp gì đó làm hất lên, tao nói làm ghê lắm, hồi em rửa chén khùng luôn. Tới một cái rổ, một cái chảo mà cái chảo nhỏ không, lấy một cái chảo bự thì bự, chiên cái trứng chút xíu. Không, vậy cái đó là vậy, cái đó không sao, cái đó là một cái tật dễ thương. Đó, rồi thôi tới cưng đi. Họ. Hết rồi. Bà cô gái xấu gì không? Cô gái này sao? Việc. Bà thì ta nói tật xấu thì nhiều vô số kể, nhưng mà nói chung là kiểu như là vẫn chấp nhận được. Giống như đôi khi là kiểu như mê đi shopping rồi mua ba cái lặt vặt đó. Rồi kiểu như là mua xong rồi quăng ở nhà đâu có xài đâu. Nhưng mà có thích nấu ăn không? Nấu ăn thì rất là ngon, nhưng mà ít khi nấu lắm, hầu như là em nấu hết. Nhiều khi là ăn uống là em đút cho ăn nữa mà. Đó, có ngồi chỗ không à. À, ăn uống là ngồi chỗ. Nhẹo đúng không? Đó, đúng rồi. Rồi sao? Bà có cẩn thận không hay là vụng về? Đụng cái gì bể cái đó. Đó, đâm ra làm đâu cho làm gì đâu. Là hậu đầu đó. Đó, rửa chén, rửa bát là nhiều khi là bể gần hết cái sống chén luôn. Trời, thôi đó. Để anh làm luôn. Em làm hết. Hầu như là về nhà từ hồi cưới tới bây giờ là hầu như là nấu ăn, rửa chén, rửa bát là giặt đồ, giặt giũ là em làm hết. Là em hết luôn. Đúng rồi. Rồi á, em thì có cái thú mà thú vui quái thai là chùm mền xì hơi, còn vợ em có cái thú nào quái có thai? Có thú vui nào trên giường xem vậy không? Bà có cái bệnh là gờ vú á. Gờ vú mà kiểu như là gờ khó chịu lắm, gờ mà hay kéo dài ghê lắm. Đó. Xe đâu đó. Xe. Rồi đó, coi xe như xe thuốc vậy đó hả? Xe xong nhiều khi thích núp vú không? Giống như là thích giống như là hồi nhỏ là mê vú mẹ. Nhưng mà từ ngày mà quen ổng là không còn mò mà vú mẹ nữa. Mò vú chồng. Thì mò vú ông này. Của đó. Mình mà đúng không? Ba ngày quen nhau là tao nói là mò vú em rồi. Đó là dê em rồi. Đó là dê em rồi hả? Chồng. Rồi bây giờ mong muốn bà xã thay đổi điều gì nè? À, em thì không có mong muốn gì hết, tại vì ngay từ lúc đầu là vợ em đã vậy rồi. Em nên em chấp nhận được. Đúng rồi, em không có mong muốn gì. Yêu tất cả những thói hư tật xấu của vợ đúng không? Không? Nghe đã không? Đó. Còn vợ sao nè? Em thì muốn ổng là bớt chơi game lại, tập trung cho công việc làm ăn nhiều hơn, như lại giờ ngó con phụ em nữa. Rồi chỉ vậy thôi. Thôi thì đó, em tự em suy nghĩ đi nha. Vợ chồng chỉ có mong muốn chồng bớt chơi game thôi đó. Đó có nhiều thôi. Nhắm coi tự làm được không nè, đúng không? Dạ. Cặp vợ chồng này thấy dễ thương quá, ưng là dễ thương hồn nhiên. Đó, và sinh ra là của nhau đó. Dạ đúng đó rồi. Thôi chúc cho hai em cứ như thế này ha. Dạ. Cứ vui vẻ, cứ yêu thương nhau như thế này. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Sắp. Rồi chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Dạ, em chào Quốc Thuận. Dạ, em xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ, em tên là Huỳnh Trọng Ân. Em đến từ Tiền Giang, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại nghề nghiệp của em là em làm tổ chức sự kiện event. Dạ, còn em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và kính chào quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thí Diễm, năm nay 30 tuổi, đến từ Long An và công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Ủa sao kỳ vậy, một đứa Tiền Giang, đứa Long An, vậy tụi em đang ở đâu? Dạ hiện tại thì tụi em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ. Gốc là Long An, còn gốc là Tiền Giang. Là Tiền Giang. Hai em lần đầu tiên gặp nhau ai ấn tượng người kia trước? Dạ, tại câu chuyện là gặp nhau của em là giống như một cái duyên vậy đó, giao bầu gà bình thường. Thì lúc em đang làm việc, tự nhiên thằng bạn cấp 3 em nó gọi cho em tâm sự, nói Ân ơi, tao đang buồn quá, tao có một cô gái mà tao cua hoài không được. Tôi cua gần 3-4 tháng nay rồi mà em đang nghĩ trong đầu, ủa thằng bạn em nít nó đẹp trai, nó cao 1m85 luôn. Em trong đầu em nghĩ là thằng này đẹp trai sao nó không cua được. Thì mới nhờ em, Ân ơi, tao nhờ mày giả làm tao đi, cua bạn này giùm tao, tại vì mày cũng nói chuyện được xíu. Còn tao nó cua hoài không được. Thì em cũng thử, em nhận lời, em giúp nó. Thì để cho em số điện thoại. Lúc đầu em nhắn tin cho vợ em, mà có khi em nhắn một tin nhắn mà tới 2-3 ngày vậy em mới trả lời. Nhưng mà tới một khoảng thời gian khoảng 2 tháng sau, lúc đó thì em thôi, em nói thật luôn với vợ em. Em không thể giấu được nữa. Thì nói tôi là tôi giúp thằng bạn tôi vậy thôi, chứ tôi thấy kỳ quá, tại sao bạn không thích nó. Thì lúc đó bây giờ em mới tâm sự với em. Vậy rồi, em tại sao? Tại sao? Tại em sao? Nói đi. Thấy kiểu bạn nó không có được mềm vậy lắm. Nhưng mà lúc đó là tình trạng của em lúc đó như thế nào? Có bạn trai hay là chưa có? Dạ đã có bạn trai rồi. Cũng là một phần là như vậy. Nhưng mà lúc đó là cái lúc mà bạn này thú thật với em á, là bạn không phải là cái người kia đó. Lúc đó là em và bạn trai em có còn không?
vẫn quen, nhưng mà bạn này chỉ xem bạn này bạn thôi, kiểu như thấy bạn này cũng thật thà vậy thôi chứ chưa có đến gì hết á. Mà sao bạn này mới về quê rồi mới ghé ngay cái chỗ mà học của em á, rồi mới hẹn ra kiểu như là uống cà phê, tại vì hai người cũng học chung chuyên ngành á, kiểu như để xem trao đổi với nhau đó, đi rồi thấy gặp thấy tính tình hợp với nhau. Nói chung là đi có tầm nửa tiếng thôi, nhưng mà sao cái vô tình có cơn mưa lớn ơi là lớn luôn, nên là không có về được, phải tấp vô cái quán mà karaoke á, rồi hai người ngồi hát, rồi kiểu như là nói chuyện được nhiều hơn, lúc đó mới hiểu được hơn. À, trời khiến rồi, đúng không? Chứ phải hôm đó là không có cơn mưa thì chưa chắc gì là đã hiểu nhau. Dạ, đó là ý trời đó. Nhưng mà lần đầu tiên mà em gặp bạn này là em có bị mất hồn không? Ấn tượng rất cái mái tóc, tóc dài qua chấm lưng luôn. Dạ, mà chỉ cần xõa thôi là hết thay lưng luôn, chán rất là thon, rất là đặc biệt, rất là trắng. Em gặp là em đã thích rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Và bây giờ nè, đang có bạn trai và bây giờ gặp thêm một người này xuất hiện như vậy là tới ba người lận á. Dạ, có khi nào bạn trai biết không? Hôm bữa đó có lần sau bạn thì chở em đi á, cái bạn trai đứng trước cửa xong rồi gặp, rồi ba người gặp nhau luôn. Rồi sao, chuyện gì xảy ra? Ba người nói chuyện với nhau, nói chuyện để tìm hướng giải quyết á, xong cái thấy bạn trai mình nói ra cái thấy bạn trai đó không được thật thà cho lắm, rồi có mình cảm thấy thất vọng á, muốn cho bạn này cơ hội, thôi em tự đưa ra luôn, em nói là thôi thải cái đồng xu đi, hai anh muốn chọn mặt nào thì em sẽ theo người đó, cho người đó cơ hội, tại vì không có hướng cái nào mà nào giải quyết nào rồi sao. Dạ, lúc đó em hồi hộp lắm, hồi hộp lắm, tại vì cũng giống như là coi coi trời định đó. Dạ, đó, trời cái này đó. Là trời định muốn may rủi luôn. Lúc đó thì cũng em nghĩ trong đầu đấy, phải trời Phật phù hộ cho con. Anh nhớ lần đầu tiên á là đúng cái mặt em chọn, nhưng anh nó không chịu, anh nó nói xé nháp. Cái đến lần thứ hai vẫn là cái mặt của em luôn, thì lúc đó anh nó thế đã rồi, thì anh nó nói với vợ em là bây giờ cho anh một tháng cơ hội đi. Nhưng mà lúc đó thì vợ em thì bà vợ em cũng nói là thôi bây giờ anh đã nói như vậy, anh đã đồng ý cuộc chơi này một lần thì anh nó nháp, nhưng lần hai là chính xác như vậy rồi, trời định như vậy rồi, trời thì anh phải chấp nhận thôi. Em chị hỏi nè, cái hôm mà hát karaoke á, là hôm hát xong là về, là sau cái buổi hôm đó là em có cảm tình với bạn này rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên là chính vì vậy mà mới có những cái chuyện trao đảo, rồi bạn trai em mới biết, rồi mới này kia mới gặp nhau đúng không? Dạ. Thôi thì giờ cũng đến được với nhau do trời định đó. Đó là ý trời đó. Dám cá luôn, nếu tung lần ba vẫn thuộc về. Đúng rồi. Kể cả anh kia tung luôn đó, vẫn thuộc về. Rồi bắt đầu đi, lấy cái móc từ sau cái đồng xu đó, hai đứa bắt chính đầu thức chính thức yêu nhau. Dạ đúng rồi. Từ lúc đó cho đến lúc cưới là bao lâu? Tụi em quen nhau cũng hơn 5 năm tụi em mới cưới. 5 năm mới cưới, chà. Như vậy trong 5 năm nó chắc có nhiều trắc trở lắm đúng không? Hay là nó suôn sẻ? Dạ, thực chất thì vợ em chồng em cũng suôn sẻ lắm. Ôi, thôi vậy chúc mừng. Như vậy thì sau cái đó thì bao lâu tụi em có cái hôn đầu tiên với nhau? Em ở Sài Gòn, em làm việc ở Tây. Thì vợ em ở dưới Long An á. Thì khoảng 2 tuần hoặc 1 tháng em mới về 1 lần. Mà vợ em lúc đó cũng khó lắm chứ không có dễ nữa. Gặp nhau là chỉ nói chuyện một vài câu thôi, là đi về học bài. Mới ngồi gần xíu thôi là thôi anh đi ra đi. Cả cũng không được luôn. Dạ. Bao lâu thì mới không được? Gần hơn 1 năm. Tại lúc đó là vợ em lên Sài Gòn làm với em luôn. Thì lúc đó có Sài thời Gòn. Gian. Dạ đúng rồi, hôn ở Sài Gòn. Rồi sau khi mà hôn được rồi thì có cái gì đi xa nữa? Vợ em thì em cũng nói lúc đầu là vợ em khó lắm. Hôn em nó hơn 1 năm á, mới được hôn đó, mà hôn má thôi. Hôn gió, hôn mi gió rồi đó. Trời ơi, hôn gió mà em phải chơi chiêu mới hôn được đó. Mà 1 năm mới hôn gió. Dạ. Rồi em chơi chiêu là bao nhiêu lâu? Trước khi cưới khoảng 1 năm thôi mới được hôn. Trời là 4 năm mới được hôn. Em là Phong bằng kêu bằng mà thánh, mà thánh chịu đựng là em nè. Rồi như vậy là đến đêm động phòng mới có giá trị đúng không? Mới chính xác là được đụng đúng với không? Người nào mới là đáng giá ngàn vàng đối với hai em đúng không? Tuyệt vời, lãng mạn. Có không? Đêm động phòng nó sao? Lãng mạn. Đêm đồng phòng thì em nhớ mãi luôn á. Sau khi mọi người về hết rồi thì vô phòng chuẩn bị ngủ rồi, cái vợ em quay lưng thôi, tại nhát mà, gái lần đầu tiên mà. Cái em quay nói em mình là vợ chồng rồi đó. Im 10 phút sau em nói im, ủa kỳ vậy ta. Cái em quay em mình là vợ chồng rồi đó. Còn thức nhưng mà cứ quay mặt vậy đó. Cái lúc đó em tức quá, để anh. Dạ lúc đó là em chủ động luôn, lâm trận luôn. Dạ. Chứ vợ không nói, không nói gì hết. Bây giờ hết nhát chưa? Giờ thì hết rồi. Bây giờ ngược lại rồi phải. Dạ đúng rồi. Lâu giờ, lâu, em lâu nhát, em nhát. Bây giờ mà lâu lâu mà không đụng được anh ơi. Mình là vợ chồng đó anh. Đúng không? Tụi em là lấy nhau bao lâu thì mới có con? Khoảng 6 tháng. Và để sanh con rồi nhé. Luôn. Sanh con rồi luôn mà phọt như vậy nè, có chịu nổi không? Đó. Con như... được mấy tháng? Dạ được 1 tuổi. Được 1 tuổi. Ủa trời. Hai bạn yêu nhau tới 5 năm lận. Như vậy mà bây giờ là các em có được 8 năm rồi. Tật xấu của anh ấy có gì không em? Dạ khi mà sống chung rồi mới biết được nhiều tật xấu. Tại vì trước khi quen thì cái gì nó cũng đẹp hết, hoa hồng hết.
khi mà cưới nhau về hay nóng tính nè. Trời ơi, em này mà nóng tính hả? Dạ. Tụi có cọc không? Dạ có. Dạ. Cái đô nặng nhất là ảnh làm gì? Kiểu như là nạt nộ thôi. Rồi nói xong rồi mình thấy vậy mình giảm xuống rồi mình ra chỗ khác. Tí rồi cái hết. Có quăng đồ quăng đạp không? Dạ không. Với lại hay đi việc khuya. Đi nhậu hả? Cũng nhậu rồi có lúc cũng đi làm. Đi làm thì thường có 9-10 giờ thôi. Có đi tham gia cái câu lạc bộ mà cầu lông á. Đánh cầu lông xong rồi mấy anh em vài chén. Có 1-2 giờ mới về. À, đánh cầu lông tới 1-2 giờ đó, đi khuya. Buổi sáng sao đi làm nổi? Dạ buổi sáng em bởi ngủ nướng. Bởi vì em ngủ nướng đó. Bữa 9 giờ cũng vậy. Rồi giờ tới em đó. Bà xã em cũng hiền, nhưng cũng có một vài cái tật xấu nhỏ nhỏ chút xíu thôi. Thứ nhất là vợ em hiền, mà cái đó là một cái ưu điểm, nhưng mà bên cạnh đó cũng là khuyết điểm nữa. Tại vì ví dụ như đang nói chuyện, em hỏi là em ý em sao? Em sao cũng được hết á. Nhưng mà đến khi sự việc đó xảy ra thì vợ em đã không đồng ý thì không làm, mà cũng không nói nữa. Thế em hỏi là tại sao mà lúc đó em không chịu nói, không chịu bàn với anh. Thì lúc đó em không biết nữa. Hiền quá, hiền luôn, không chịu nói, không có chính kiến của mình. Tại sao vậy? Kiểu như từ nhỏ giờ là em ít nói rồi. Đi làm thì nói thôi, về nhà em cũng hạn chế nói chuyện. Em bé rồi, về rồi ru bé ngủ rồi ngủ luôn. Rồi có khi chồng về, nhiều khi không gặp mà sáng mới gặp. Nhưng mà ví dụ như ảnh đi 2-3 giờ khuya về, em có bực mình không? Em có ghen không? Dạ em, không. Em có suy diễn là ảnh đi với ai không? Dạ không luôn. Em tin hoàn toàn. Em có nghĩa là sáng luôn. Em ơi, em không quan tâm hay là em tin chồng em tuyệt đối? Em tin chồng em. Bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì hiền quá. Em muốn vợ em này đôi lúc á thì cũng có cái gì thì cứ nói, chứ đừng có mà để trong lòng. Tới một sự việc nào đó thì khó chịu. Mà khó chịu cũng không phải là la lớn gì hết, là không làm thôi và bỏ chỗ khác. Khi mà lựa dành cho chồng thì có gì mình phải tâm sự với nhau nghe. Em thì sao? Em thì muốn chồng em thì về sớm hơn tí. Tính thì cái tính nóng thì chắc nghĩ là chắc không bỏ được rồi, nó ăn sâu vô rồi. Chắc từ từ thì mình tự mình kiềm chế, mình hạn chế là thôi. Cái nóng nảy của anh có làm cho em bị tổn thương không? Dạ có. Là do cái lời nói đúng không? Dạ, cái đúng ngôn rồi, ngữ, lời nói ngôn thôi. Ngữ chứ không chứ... phải là do cái hành động đúng không? Dạ. Chị cảm giác vậy nè. Em chưa hiểu rõ vợ em lắm. Ví dụ nãy chị hỏi vợ em có ghen hay không, vợ em nói không, vợ em không ghen, hoặc là vợ em không này kia nọ. Chị nghĩ là vợ em không muốn nói ra cái điều đó. Nhưng mà không người phụ nữ nào mà thấy chồng mình đi tới 2-3 giờ sáng mà yên tâm được hết trơn á. Chỉ có điều là vợ em tự vượt lên cái điều đó với bản thân mình. Vì sao? Ví dụ như là tánh em nóng thì nhiều khi nói ra rồi em lại cọc cằn, em lại nói, rồi là nói như vậy rồi vợ lại tổn thương. Tổn thương thì cô này á, thì bản thân cô đã hiền rồi. Nhiều lần như vậy thì cô sẽ tự cố co mình lại, cô đóng cửa lại và cô không có cởi mở ra nữa. Đến một lúc nào đó là em hoàn toàn sẽ không hiểu vợ em nghĩ cái gì luôn. Đó, nếu như mà cái tình trạng này không cải thiện là không bao giờ em hiểu được vợ em luôn. Với những người phụ nữ mà họ bộc trực á, thì họ sẽ bô lô bô la, họ nói liền, họ la liền, họ này kia, họ tay đôi gì với em luôn. Ví dụ vậy. Mà riêng với vợ của em thì vợ em chọn cái cách im lặng, chọn cái cách chịu đựng. Tại vì vợ em nghĩ trong đầu rằng có nói ra thì em cũng sẽ không thay đổi. Cho nên là thôi, chấp nhận cái phần hy sinh cho mình, thiệt thòi cho mình, là mình cứ im lặng đi để gia đình nó yên ấm. Đó là theo cái chị cảm nhận là như vậy. Thì thành ra là chị nghĩ, tại vì khi em làm event em sẽ lanh hơn, em cái cảm nhận của em nó sẽ nhạy hơn. Thì chị nghĩ rằng với bên ngoài thì mình nhanh, nhưng mà mình cũng phải áp dụng cái nhanh nhẹn của mình trong gia đình nữa. Em phải đoán trước, em phải đoán ý được vợ em, và em phải là người tìm hiểu vợ em, phá bỏ cái gọi là cái bức tường mà vợ em đang chuẩn bị xây xong rồi đó. Chị nói thiệt luôn á, là chuẩn bị xây xong rồi, còn có cánh cửa thôi đó. Giờ là em phải phá nó đi. Em biết không, cái cặp vợ chồng trước của em á, là hai bạn đó là gần như là một á, là không có một cái gì mà đứng ở giữa hai bạn đó luôn đó. Thì cái cuộc sống vợ chồng như vậy á, thì nó mới hạnh phúc. Chứ không thì đến một lúc nào đó em sẽ cảm thấy em cũng là gánh nặng của vợ em, và ngược lại vợ em cũng sẽ là gánh nặng của em. Em hiểu với chị không? Sau đây thì hai vợ chồng phải chịu khó nói chuyện với nhau. Đúng em rồi. Phải là người khơi gợi cái điều đó nha. Dạ, dạ em cảm ơn. Và em cũng phải nói nha. Tại vì em biết không, anh này á, nếu mà anh làm về event á, thì tâm hồn ảnh á, cũng có cái máu nghệ sĩ, cũng có cái máu mà nghệ thuật ở trong đó. Thì cái thẩm thấu và cái cảm nhận trực giác của anh rất là nhanh. Anh rất là hiểu. Thành ra em đừng nghĩ là anh sẽ không thay đổi. Anh sẽ thay đổi nếu như em chịu nói. Nha cưng. Rồi. Thì cảm ơn hai em đã đến với chương trình của chúng sau. Người hẹn nhau thì em nghĩ chắc chỉ có bạn ấy ra thôi. Ai dè là này, bạn ấy có dẫn theo là hai bạn nữa.
đi cùng. Thấy ba bạn rôm quá. Mà mình hơi thôi nghĩ mà mình bị quê rồi. Con nói thật lòng đi, với ba cô ngoại trừ chị em ra, em thích cô nào? Em thích cô bạn hơn là cô đấy, bạn. Đấy, tôi nghĩ ngay mà. À, vâng. Tức là ngay đêm đó là dạ, vâng, nói chuyện một phát đến 2 giờ đêm. Một phát đến 2 giờ đêm. Nhưng mà với tình hình con người như thế này thì nói chuyện gì mà đến 2 giờ đêm vẫn còn chuyện để nói. Dạ một mình em chiến hết, dạ một mình em chiến hết. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng số 1. Rồi, xin chào hai em. Em xin chào chị Hồng Vân ạ, em chào anh Quốc Thuận, em xin kính chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu ạ, em là Nhung ạ. Em năm nay 32 tuổi và em đang làm kinh doanh ạ. Nhung ở đâu? Hôm nay hai vợ chồng em là bay từ Quảng Ninh vào đây đấy ạ. Vậy hả cưng? Dạ vâng ạ. Wow. Tức là mới hôm nay mới vô tới đây dạ luôn. Dạ vâng. Thì bọn em nhận được lời mời của chương trình là bọn em bay từ Quảng Ninh vào đây luôn đấy ạ. Quảng Ninh là ở có Vịnh Hạ Long đấy ạ. Đúng rồi, chị biết rồi. Quý hóa quá. Công việc kinh doanh của em là gì vậy? Dạ hai vợ chồng em thì có một công ty sản xuất về dược liệu ạ. Thảo dược ạ. Mời em. Vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Trung Cường. Em cũng 32 tuổi bằng vợ của em. Bây giờ chúng ta quay ngược lại thời gian, là các bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau không? Thì cái này em xin phép được nói, bởi vì là em với anh này là thuộc dạng đúng ra là thời điểm mà em quen nhà em là năm 2014. Lúc đấy em đang làm kế toán. Thì là em chỉ có đi làm thôi ạ. Và gần như là nói đúng là con nhà lành thì cũng không có tìm hiểu, không có yêu đương gì. Và anh này cũng vậy, cũng hồi đấy cũng làm giáo viên. Thế nên là thành ra là cũng không tìm hiểu ai hết. Là họ hàng rất là lo sợ với hai đối tượng này, là hai đối tượng nằm trong diện tình nghi. Không phải một người lo đâu ạ, cả họ lo cho. Bọn em là có một chị, là chị đồng nghiệp với em, thì lại cũng là chị họ của anh này. Thì là thấy hai đối tượng này nằm trong cái diện gọi là quá là ế, vừa ế lại vừa nguy hiểm nữa. Và thế là mới giới thiệu cho bọn em gặp nhau. Thôi thì cũng cứ đi cho nó gọi là cho có đấy ạ. Thế xong rồi gặp nhau thì hẹn ở đâu thì không hẹn. Hẹn ở cái quán trà đá ấy chị. Có nghĩa là làm sao mà cái quán mà rẻ tiền. Em nghĩ là chắc là hồi đấy là để cho không gian nó thoải mái. Thì anh này nói chuyện, anh cứ ngồi, anh nghe em nói, anh không nói năng gì hết. Anh ấy cũng giống như gì thôi. Dạ vâng, cứ ngồi thôi ạ. Cứ ngồi thôi, còn một mình em chiến hết. Cả mặt trận một mình em xử lý hết. Bây giờ phải hỏi Cường, cái lúc đó em ngồi em nhìn cô gái này thì em có ấn tượng gì về cô không? Em cũng bất ngờ. Bởi vì ban đầu là theo cái lời giới thiệu của chị ấy, thì là hai người hẹn nhau thì em ra nghĩ chắc chỉ có bạn ấy ra thôi. Ai dè thì này bạn ấy có dẫn theo là hai bạn nữa đi cùng. Thấy ba bạn ấy rôm quá. Mà mình hơi thơm nghĩ mà mình bị quê rồi. Con nói thật lòng đi, với ba cô ngoại trừ chị em ra, em thích cô nào? Em thích cô bạn. Em thích cô bạn hơn là cô đấy, bạn. Đấy, tôi nghĩ ngay mà. Biểu hiện luôn là về không xin số điện thoại. Vâng. Khoảng một thời gian, một tháng sau thì em có dẫn em trai đi thi đại học. Về ngồi với em trai với một anh trai nữa. Anh ấy cũng nghe cái chuyện là mình được dẫn đi mai mối, xong sau đó là về thì cũng không thấy có một cái động tĩnh gì cả. Thế là anh trai anh bảo tao dẫn mày đi tán gái. Đến nhà ấy cô ấy. Thì hôm đấy là hai anh em cũng đến xin số điện thoại, gọi đến nhà bạn vợ em. Ngày hôm đầu tiên thì xin thì bạn ấy, vợ em từ chối. Không cho đến. Thế hôm sau là cũng không gọi nữa. Tìm hiểu nhà ở chỗ đấy, địa chỉ ở chỗ đấy, đến tận cửa. Không, đến tận nơi. Xong thì đi về, hai người đi về rồi tối thì lại gọi điện cho em. Gọi điện cho em thì thôi em cũng để em cũng nghe. Thế nào mà lại nói chuyện đến 2 giờ đêm, thế thôi cảm tình luôn này. Vâng. Tức là ngay đêm đó là nói chuyện một phát đến 2 giờ đêm. Một phát đến 2 giờ đêm. Nhưng mà với tình hình con người như thế này thì nói chuyện gì mà đến 2 giờ đêm vẫn còn chuyện để nói. Dám một mình em chiến hết. Dám một mình em chiến hết. Bây giờ em mới biết đó là nói chuyện xong buồn ngủ quá để đấy. Cứ để cho một mình em nói, có nghĩa là để sẵn cái điện thoại đấy. Xong đến lúc em gọi thì mới giật mình ừ thôi. Không, phải để Cường nói nè. Không phải là em không nói được gì mà cũng nghe thông qua cái câu chuyện của vợ em thì em cũng hiểu cái tâm tư tình cảm. Hiểu không anh? Cũng hiểu. Mà bắt đầu là em có một cảm nhận bắt đầu bén mùi rồi đây. Thế nhưng mà lúc đó là Nhung có ai tìm hiểu Nhung không? Em có đối thủ khi mà em quen bạn này không?
Thực ra thì lúc đấy thì Nhung cũng có kể là cũng thấy nhiều đối tượng là rất là thích. Em nghe cái chiều hướng như vậy thì em bắt đầu là lúc đó thì em làm giáo viên thì nhà em đi có một con xe máy xe gem. Bố em thì có một con xe Sirius. Mẹ em thì có một con xe thồ hay chở hàng. Thế thì em chơi cái bài là cứ mỗi ngày em đến chơi thì em lại đi một con xe. Một tuần thì là có 7 ngày thì em đến cả 7 ngày. Nhưng mà em lấy xe của ai em đi? Hôm thì em đi xe của em. Hôm thì em đi xe của bố em. Hôm thì em đi xe của mẹ em và hôm thì em đi xin mượn xe. Mà mục đích đấy làm gì? Mục đích thì em nghĩ là bây giờ là bạn này mà thấy nhiều người đến tán gọi là có ý quá thì chắc chắn là người ta cũng có một cái gì đó người ta ngại. Một tuần đến 6-7 cái xe khác nhau thì chứng tỏ là 6-7 anh xếp hàng. Hàng xóm bảo em là sao Nhung dạo này đắt hàng thế. Ngày xưa thì không có ai mà sao dạo này đắt hàng thế. Em thì cũng không dám nói ra. Thì nhà anh này thì hồi anh ấy tìm hiểu nhà em ấy thì nhà anh cũng nghèo lắm ạ. Anh ấy làm giáo viên thì lương chỉ có hơn 2 triệu thôi. 2 triệu thôi nhưng mà hồi lấy yêu em ấy thì lại đi từ nơi đi làm giáo viên ấy cách đến Hạ Long ấy, thành phố Hạ Long, về nhà là 80 cây. Cứ có người yêu cái là đi đi về về. Trời ơi. Ôi tiền xăng không thì coi như là lỗ lương rồi. Xong hồi đấy còn đi xe buýt ạ. Tức là còn thồ gạo, chở gạo xuống dưới trường để bán cho các cô để gọi là có thêm kinh phí để mình đi làm. Hồi nghèo lắm ấy, xong rồi là mượn cái xe thổ của mẹ để đi gọi là khắp nơi để chở hàng cho mẹ luôn. Vậy thì mỗi lần mà hẹn hò với nhau thì là thường là ăn uống như thế nào, chi phí như sao? Trong cái cuộc hẹn hò thì thường đa số là có một cái khoảng không gian riêng tư mà nói chuyện nó thoải mái hơn thì hai vợ chồng em thì cứ hay ra cái chỗ khu trà đá. Em lần đầu gặp đấy. Mỗi lần chắc chỉ mất khoảng 25-30 nghìn thôi. Có nghĩa là chi phí chỉ 25-30 nghìn một cuộc hẹn thôi. Còn không ấy, anh sẽ chơi cái bài đó là ngồi giết ở nhà em thì sẽ không tốn đồng nào. Sẽ không tốn đồng nào thế thì. Một tuần để xem coi như cứ trung bình cái đầu tư là 4 hôm đi 3 hôm ở nhà 100 ngàn. Thế còn 4 hôm thì coi như mất 100 nghìn. Thế là một phần 5, 1 phần 5 tháng lương. Ồ, 100 nghìn rồi. Thì 1 tháng như thế 400. Thì 400. 400, 500. Ôi ôi, thế thì cũng còn có 1.6 triệu. 600 nghìn tiền xăng nữa thì coi như là Không có một triệu. Như vậy là đâu có sắm được đồ mới mặc để mà đi với bạn gái đúng không? Vâng. Em xin phép em phải tả cái hình ảnh này bởi vì là nó đọng mãi ở trong cái em chưa thấy thì anh chị cũng hình dung là năm 2014 em quen nhà em ấy thì lúc đấy thanh niên bình thường thì anh hình dung nó cũng đã phải bảnh rồi, cũng không đến mức độ là trông đẻo quá rồi, nhưng nhà em là đi tìm hiểu mặc một cái quần bạc đít mà áo thì áo kiểu áo thời cũ mà áo nó hơi màu, nó hơi ngả màu, tức là màu nó cũ màu lắm rồi. Xong rồi mượn sang tuyơ, mượn cái thắt lưng của bố mà to bản, cái loại thắt lưng mà cái loại màu nâu bò mà đều ấy. Biết rồi. Vâng, xong rồi đôi giày thì phải mõm vuông của bố nữa. Có nghĩa là em mới phát hiện ra đó là mượn của bố hết. Và vay bố 200 ngàn. Đấy, vay bố 200 ngàn đi tìm hiểu. Thực sự luôn à. Nhưng mà em thì em quý là em quý cái con người, có nghĩa là nhìn hiền lành lắm. Chỉ có trái tim nóng, tình yêu bất tận. Nhưng mà bao lâu thì tụi em mới đám cưới? Bọn em chỉ có tìm hiểu 7-8 tháng là đi đến kết hôn. Là hôn nhân, như vậy vẫn trong tình trạng nghèo. Đúng không? Cưới. Là có, thực ra vợ chồng em thì đi mua nhẫn cưới thì đến cửa hàng cưới cho em đôi nhẫn vừa rẻ vừa đẹp mà lại phải rẻ nhất ở đây. Thế là chị đưa cho đôi 2 triệu, chưa phải rẻ nhất chị ạ. Cho em đôi là hơn 1 triệu thôi. Thế là chị đưa cho đôi 1.7 triệu. Thôi được rồi chị ạ. Chứ còn không có đôi nào 1.1-1.2 ạ. Chị bảo không có. Là có phải đôi này không? Dạ đúng, vẫn đôi này đấy ạ. Đẹp mà. Ôi ơi. 1.7 triệu một đôi ạ. Thế là em ok, thế này được rồi. Đi chụp ảnh cưới. Cho em một gói chụp hình vừa rẻ lại còn vừa đẹp. Thế xong rồi là thôi. Đẹp. Vâng, thế lại chọn gói rẻ nhất ạ. Làm sao mà chỉ chụp 2 cái đủ treo 2 nhà là xong. Chứ không cần phải nhiều. Không cần nhiều. Không cần một album, không cần. Chỉ cần tạo 2 dáng thôi là 2 tấm. Dạ đúng rồi, 2 dáng là 2 tấm, nhưng mà em mày lấy là thôi, mất công lấy một cái giữa 2 tấm y nhau đỡ tị. Không nhà nào tị nhà nào hết. Em có nhớ cái kinh phí mà chụp bộ ảnh cưới ra bao nhiêu không? Cả chụp này, cả áo cưới, cả make up ngày cưới là 4.5 triệu ạ. Vâng, cả 1.7 triệu với lại 1.7 triệu tiền. 1.7 triệu nữa thì em mới cho là hơn 6 triệu. Còn đám cưới thì đãi thì sao? Đám cưới thì nhà ai người ấy đãi ạ. Cuối cùng có lời không? Lời thì nhà anh này không biết có lời không, nhà em không biết, nhưng nhà em thì có lời. Mà sau đó thì ở đâu? Dạ em về ở với bố mẹ chồng em ạ.
Vâng, thì về thì thôi rồi vẫn cứ cảnh nghèo, nhưng mà vợ chồng em này thực ra có chí lắm ấy, lúc nào cũng sôi sục một cái quyết tâm làm giàu ấy. Anh này vừa lấy em về một phát là lôi vợ đi là nghĩ mô hình và khởi nghiệp luôn ạ. Mà trồng cũng như dược liệu. Chưa, bọn em phá sản 3 năm mới làm được dược liệu đấy ạ. Tức là năm 2015 về lấy em xong đó là bắt đầu anh này nghĩ ra một cái cách là bây giờ phải chăn nuôi. Thế là lôi vợ đi tìm con giống của giun chùn quế đấy ạ. Cứ thế đi tìm giun dế về nuôi thôi. Anh này cũng nuôi giun một thời gian ạ. Chăm giun lắm ạ. Suốt ngày chỉ ở với giun, ngủ với giun thôi. Em cũng nói thật, cả một năm có khi lấy em thì chỉ có ngủ với lợn, với giun, với cả gà, với cả... Nhưng mà cái cơ duyên nào đưa các em đến cái công việc hiện tại và cái nguồn vốn từ đâu? Em cũng chia sẻ với anh chị là nhà em thì bên nhà ngoại nhà em thì cũng ba đời là cũng các bác cũng làm lương y rồi. Thế xong là anh này thì anh ấy cũng đam mê với trồng trọt từ trước. Tự dưng anh em nhóm cho mình một cái gọi là kiểu như mình phải làm thuốc. Lúc đấy bọn em vay mượn được 300 triệu, bọn em đã liều mở nhà máy rồi, chỉ có 300 triệu thôi. Sau đó là cứ vay dần, xong rồi vốn vào thì lại trả, xong rồi lại làm dần trong một cái thời gian như vậy. Thì đến năm 2020, tháng 1 năm 2020 là em khánh thành một cái nhà máy đầu tiên. Vâng, thì đến nay là năm 2021 thì bọn em lại xây một cái nhà máy nữa 10.000 m2 nữa. Hay quá. Vâng. Hai đứa có con chưa? Dạ, em cũng chia sẻ là hai vợ chồng em cũng son thật đấy ạ. Là chưa có. Ồ. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, bọn em cưới năm 2015. 15 là đến bây giờ là đã 7 năm rồi. Thế thì rồi. Tí lại phải nhờ đến ông mụ rồi. Dạ vâng. Thôi, mình sang phần thứ nhì đi, phần quyến rũ nhất của chương trình. Đấy là chỉ điểm đặt tên nói xấu nhau đi. Dạ, vợ chồng em là giống như là hai mảnh ghép ấy, và hai cái thái cực khác hẳn nhau ấy. Tức là em thì nói nhiều bao nhiêu thì anh này ít nói bấy nhiêu ạ. Thì ví dụ cả ngày anh này chắc là chỉ đếm trên đầu ngón tay nói được 3 câu. Ví dụ như vậy thôi, và nhân viên cũng rất là sợ anh này mà đi đến đâu là anh lừ lừ đấy. Thế còn em thì lúc nào, có nghĩa là người chưa thấy đâu nhưng tiếng đã thấy rồi. Em thì kiểu dạng là nghĩ một đằng, nói một nẻo. Còn anh này thì nói gì, nghĩ gì là nó không có ai biết là anh nghĩ gì, anh nói gì luôn. Anh rất là chắc chắn. Trong cuộc sống thì anh này, anh ấy có mỗi một cái tật xấu là ít nói thôi. Mà nói đúng ra là em rất là may mắn mới lấy được anh này ạ. Anh ấy không rượu, không thuốc, không có chơi bời một cái gì luôn. Em chỉ mong anh chơi một cái gì để anh ấy đỡ đam mê công việc thôi. Chứ còn nếu mà để nói là đam mê công việc hơn là đam mê vợ. Và gần đây thì có một cái đam mê đó là đam mê chơi cờ với người lớn. Thì thôi em cũng khuyến khích đi cho đỡ ngố rồi chứ. Là thích làm viên ông. Thích một cái giải trí mà nói chung là nó cũng hơi luống tuổi chút xíu. Đánh cờ tướng ạ. Nó tin ông tiên với lại ông bụt. Thế nhưng mà rồi có xe xuông, bây giờ vai trò mình làm to quá. Chủ một cái nhà máy rất là to. Thế có xe xô không? Sao? Rồi, dạ, mặc đồ thì thế này ạ. Vợ mua cho cái gì thì mặc cái đấy. Thứ nhất là nếu như mà em có nói em có hai tủ quần áo đấy, thì anh này chỉ có một ngăn trong một cái tủ quần áo đấy. Ví dụ như vậy ạ. Thế chị cứ hình dung là nhưng mà có nghĩa là vợ mua cho cái gì thì mặc cái đấy. Toàn mặc quần áo công nhân thôi ạ. Em nói thật, lẫn mặt công nhân là không ai biết ai là giám đốc, ai là công nhân luôn. Mà đi ở nhà, ở xưởng là chỉ có đi đôi dép tổ ong thôi. Xong hoặc là đi những cái đôi dép da bình thường thôi ạ. Ăn uống thì rất là bình thường. Ăn uống thì không bao giờ đòi hỏi là phải cái nọ phải cái kia. Lắm hôm mà chỉ có tí có cái giá ăn cái đó. Vâng, có gì ăn cái đấy, vợ nấu là thuộc dạng đẳng cấp luôn, là không ai ăn được mà không bao giờ chê. Em lo quá chị. Rồi đến cái phần khui thật xấu của vợ không biết ổng có nói không? Đâu em nói luôn đi. Em nói thử chị nghe coi. À, không. Vợ em có thật xấu gì không? Vợ không em đúng thì, với chủ đề thì rất là nhiều thật xấu. Nhưng mà ví dụ như cái câu chuyện mà vợ em nói là em ít nói cũng không phải, mà ít khi nói. Nên đôi khi là lúc mình nói thì vợ em lại không chịu được áp lực. Sao anh nói nhiều thế? Lúc mà em vào cái guồng mà cái vào một cái chủ đề gì đó mà em nói thì nó khớp thì nó nói nhiều dã man luôn. Cáu lên mà sao anh nói thêm nhiều thế? Có cái cuộc cãi nhau mà em thấy nói một hồi. Nghe lúc hai vợ chồng đã đi ngủ rồi. Nhưng mà vợ thì cứ quay vào một mặt, hai người quay mỗi người một hướng. Thì vợ cứ nói thì đến một lúc sau không thấy nói gì nữa. Thì em tò sang thấy đã ngủ từ bao giờ. Nói chứ. Vừa nói vừa ngủ luôn. Dạ vâng. Em nói em tự du em mà giấc ngủ luôn. Mà lúc đó em thấy mắc cười không? Em thấy buồn cười không? Hôm sau em mới kể lại thì bà ấy té ra bà ấy cười. Em là không mua sắm. Tại nãy là cổ có nói là có nghiện mua sắm hay không? Vợ em thì hay đi mua sắm. Mà lúc đã mua thì mua kinh khủng lắm. Mua đến mức độ là có một cái lần mua mà em cứ thấy bên shipper là cứ một ngày lại một cái bao to. Đen không biết bên trong là cái gì. Mà ngày nào có những ngày phải có 3-4 cái bọc đen như thế. Thế thì bà cứ vứt ở một cái xó như thế là đến hôm ấy dồn ra là một đống quần áo.
còn đống quần áo mà xếp đến mức độ là ba cái tủ ba ngăn, mà đến cái độ em còn một ngăn bảo thôi để anh một ngăn anh chừa đồ của anh cũng được. Nhưng mà quay đi quần nãy hôm sau đã thấy một đống quần áo lại chèn sang cái đồ của mình rồi, mà mình đến mức độ mình không có chỗ cả mà ấn nữa. Tức là nghiện mua sắm chết dở. Cái tật xấu thứ ba thì vợ em cũng nóng, nhiều khi là nói chưa biết là đầu đuôi như nào đã gọi là vào cái nào một trang sổ một trang thôi. Hỏi nãy ra vấn đề là thành ra lại bị hớ. tính nóng vội quá. Thế em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Về bản thân em thì em nghĩ là cũng không nên thay đổi cái gì cả, bởi vì là giữa vợ em và vợ em nó là hai cái trái chiều nhau. Nếu mà bây giờ vợ em ít nói, của vợ em cũng ít nói quá thì đôi khi là gia đình cũng mất vui. Thôi thì phải có người nói nhiều và có người ít nói để hòa hợp trong cái mối quan hệ. Có nghĩa là không cần phải thay đổi, cứ giữ nguyên vậy. Không, cái gia đình này chỉ cần thay đổi một cái thôi là có một đứa con nít đó, là xong. Dạ. Có một đứa em bé là coi như xong hết. Ông này sẽ nói nhiều hơn. Còn bà này mệt lắm, không nói nổi nữa. Mệt quá. Trong con xong mệt quá, không thể nói được nữa. Cho nên bây giờ vai trò của mụ là cực kỳ quan trọng trong cái việc. Căng thẳng quá vậy? Căng thẳng lắm. Căng thẳng chút quá. Xíu nữa đây mà tới cái phần bốc thăm đó nghe. Ráng bốc được cái cước chui nồi. Cước chui nồi cho chị là dính chặt. Là năm nay dính chặt luôn. Trước tiên là cảm ơn hai vợ chồng đến đây để chia sẻ những câu chuyện. Phải nói là rất là bổ ích. Anh rất thích cặp vợ chồng này. Và anh đã thích rồi thì cái mỏ anh nó mát lắm. Đúng rồi. Anh chúc cho hai vợ chồng vài tháng nữa bác sĩ sẽ báo tin vui. Và trong năm sau, năm con mèo, hai vợ chồng sẽ chào đón một con mèo vàng tuyệt vời đến với gia đình của hai bạn. Okay. Em cảm ơn. Vâng, em cảm ơn anh chị. Cố gắng nhá. Vâng. Rồi. Dạ, chia tay nhiều lắm. Dài nhất chắc một năm. Lý do? Có liên quan tới bạn ấy cũ. Em ít bạn lắm. Chỉ có một mười bạn thôi, mà bạn nó cũng chỉ có mình bạn là em thôi. Nhưng mà bạn đó là bạn gái cũ. Sao mà để cho có sự cố, có sự xảy ra vậy trời. Bán cho em cái bao. Cái chị nói lấy lại thường hay là lại tốt. Nói lấy cho em cái tốt nhất đi. Cái chị mới đưa em ba cái. Em hỏi bao nhiêu tiền? 6,000. Cái em mới đưa 6,000 mà em thấy hồi hộp quá. Sao cái này có 6,000 không lẽ nó rẻ vậy hả? Cái em cũng lấy luôn mà xài xong cái 3 tháng sau cái báo tin luôn. Rồi và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi một câu chuyện tình yêu hôn nhân của cặp vợ chồng số 2. Rồi xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Bích Đông Nghi, năm nay 24 tuổi, hiện đang làm nail ạ. Ừ, Đông Nghi ở quận mấy? Dạ quận 9 ạ. Rồi mời em. Dạ em là Đinh Quyết Chí, năm nay em 26 tuổi và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và em làm âm thanh tiền kỳ và hậu kỳ. Có làm sao chắc không? Dạ làm sao men. Nhưng mà là em đã từng làm những cái sản phẩm phim ảnh gì rồi? Là YouTube rồi điện ảnh. Đã làm phim gì rồi? Đó là Bố Già Web Drama. Vậy hả? Như vậy là chắc có lẽ là các bạn gặp nhau trong một cái môi trường nó có liên quan tới nghệ thuật. Dạ không ạ. Hai đứa quen nhau sao nè? Ngày xưa em có chơi với lại chị họ của anh Chí. Rồi chị họ dắt qua nhà thì em gặp được ảnh. Ấn tượng đầu tiên của em về Chí là như thế nào? Không có ấn tượng gì hết ha. Không có ấn tượng gì hết ha. Tại vì lúc đó ảnh đang có người yêu. Có nghĩa là gặp người yêu ảnh ở trong nhà luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Vô cảm luôn. Ôi, Chí chắc chắn gặp bé này cũng không có gì ấn tượng luôn đúng không? Vô cảm luôn. Dạ. Tại vì có bộ rồi. Có lúc qua nhau mà không có để ý gì hết. Coi như mình đi qua mặt nhau chút xíu thôi. Nhưng mà thấy cô bé này cái nhan sắc cổ sao, có nhớ không? Dạ cũng không nhớ. Cái lúc mà em cua thì em cũng bị lộn người luôn á. Tao kể cho nghe coi sao. Lúc đó thì em với bạn gái em hồi còn đi học lớp 9 đó, nó còn nhỏ quá. Cái nó chia tay. Rồi bà chị mới hỏi chị có con bé bạn. Bây giờ đến với nhau đi. Em cũng chưa biết nữa. Xong cái em mới nhắn tin đó là cho anh làm quen. Chờ hoài mà không thấy trả lời. Tối bữa đó bé nó mới qua nhà chơi. Cái hai chị em ở trong phòng nói chuyện với nhau, em ngồi ở ngoài em nghe. Hồi trưa nay có thằng chó nào nó khùng khùng, nó nhắn tin cho nguyên vậy nè. Em giận quá cái em xách xe em đi chơi net. Thôi em sao em không biết ông này đúng không? Dạ đúng rồi, em không biết. Mà nhắn sao mà em quạo dữ vậy? Cho anh làm quen nha, mà em chưa trả lời nữa thì ảnh nhắn thêm tin. Nếu không được thì thôi khỏi trả lời. Cái em mới nói là tự nhiên người gì đâu mà kỳ cục, chưa trả lời anh đi nói vậy. Cái em mới qua em kể cho chị ảnh nghe. Xong cái mới xem số điện thoại, cái mới nói là đây là chồng của em á. Là nợ của Chí. Em có thấy là em bị hớ không?
Dạ có, thấy hớ. Xong cái em mới thấy có lỗi á, kiểu mình chửi anh đó là chó vậy á, cái em mới nhắn tin gọi điện mà không bắt máy. Chảnh. Ông Chí có nhận được tin không? Dạ có, lúc đó thì hơi sốc quá cho nên là cũng không muốn trả lời cho lắm, nhưng mà lúc đó chưa có bồ mà trả lời luôn. À lúc đó là chia tay bạn gái cũ dạ, đúng dạ, không? Đúng rồi. Sao trả lời sao nè? Mấy xin lỗi quá trời, thì lỡ rồi mà mình vẫn chưa biết mặt luôn nha. Nhưng mà bữa sau mình gặp rồi mình mới biết mặt hết, chết rồi, lộn rồi. Nhưng mà lỡ rồi thôi theo luôn. Ủa lộn là sao? Có nghĩa là bạn của chị em qua chơi rất là nhiều. Là em cứ tưởng là mấy cái bạn dạ, kia. Dạ dạ đúng chứ rồi. Chứ nghĩ là bạn này. Dạ. Đúng không? Cuối cùng lòi ra là bả. Rồi sau đó là ai là chủ động coi như là hẹn hò đi chơi với nhau? Là ảnh á. Em cua là em muốn có bồ thật hay là em muốn kiểu mà giống như là trẻ trâu muốn có bạn gái chơi cho vui thôi? Dạ thì lúc đó còn nhỏ quá. Bé này lớp 9 nhưng mà Chí là lớp 10 đúng không? Dạ. Cua dính không? Dạ dễ, dạ dễ. Coi như là xong cái buổi tối hồi đó là coi như là chính thức quen nhau rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà hai gia đình đồng lòng không? Dạ, gia đình cũng không có thích quen nhỏ quá. Cho nên là cũng đưa bạn này từ thành phố Hồ Chí Minh về tuốt với Củ Chi ở. Gặp nhau khó lắm, tuần gặp lần hay là hai tuần mới gặp lần. Tức là hốt bé này về tuốt với Củ Chi luôn. Không muốn là cho hai đứa gặp nhau đó đúng không? Dạ. Nhưng mà em nhớ có một lần hơi bị liều lĩnh. Bé này xin ba mẹ là qua nhà bạn chơi ở dưới để đi sinh nhật. Xong rồi bữa đó là tối 11, 12 giờ nhà bé nó đóng cửa rồi. Xong cái giờ không biết phải ra làm như thế nào hết. Cái leo ra ban công, cái em dựng chống đứng xe lên, đứng lên xe rồi bé từ trên ban công thò giò xong đứng trên cái tay xong rồi bước xuống từ từ rồi đi chơi luôn. Trời ơi. Nó quen nhau mà giống như Spider-Man vậy chị. Romeo Juliet mà thời nay. Thương quá, rồi bữa đó có bị trật khớp tay không? Hên quá, bữa đó đứa nào cũng như con nhái cho nó nhẹ hờm. Rồi lúc mà đi về còn sao leo lên được? Không, đi Sài Gòn đi xuyên suốt luôn, đi hết xăng luôn xong rồi tới sáng rồi nhà của bạn của bé này dậy thì mới đi vô nhà thôi. Nhưng mà vô nhà có ba mẹ có biết không? Dạ không ạ. Ai mở cửa? Dạ người nhà mở sẵn rồi, cái em lén vô. Trời ơi, nó chắc chạy nhanh lắm. Bữa nay ông bà ba mẹ mới biết nè. Lúc đó Nghi có sợ không Nghi? Cũng không, tại vì anh này là quen với dòng họ của chị nữa nên là mình cũng yên tâm. Nhưng mà hai đứa nè, đi về đói bụng á, tiền đâu ăn nè, khát nước rồi tiền đâu mà uống nè. Nhịn hết đó chị, nhịn hết đó chị. À nhưng mà lúc đó là nắm tay nắm chân chưa? Dạ rồi, nắm tay thôi. Rồi ổng có tỏ tình, ổng nói những cái lời nó ngọt ngào không? Dạ không đâu. Vậy sao chấp nhận, sao chịu ổng? Thì cô không biết nữa. Rồi sao rồi cứ xuyên suốt vậy luôn, có trục trặc, có chia tay chia chân lần nào không? Dạ chia tay nhiều lắm, dài nhất chắc một năm. Lý do? Có liên quan tới bạn gái cũ. Kiểu đi học cái đi chung với bạn gái cũ, cái em thấy rồi em chia tay thôi. Tại đó kiểu cũng con nít mà. Dạ. Ủa sao lại đi chung với bạn gái cũ? Em ít bạn lắm, chỉ có một 10 bạn thôi mà bạn nó cũng chỉ có mình bạn là em thôi. Nhưng mà bạn đó là bạn gái cũ. Dạ đúng rồi. Mà em cũng ít người mà cũng lạ lùng ha. Có mỗi một người bạn gái mới với một người bạn gái cũ thôi. Trời ơi. Ủa nhưng mà điều gì khiến cho các bạn quay trở lại? Vẫn còn tình cảm anh. Ai là người chủ động? Chồng em. Bữa đó là cũng nghỉ học rồi đi làm rồi. Bữa đó mới về lại Sài Gòn chơi xong cái bạn mới kêu. Tôi nhớ hồi đó có quen con bé gì mà bây giờ kêu ra đi. Cái bạn mới nhắn tin kêu về mà bé này đang đi sinh nhật mà nó bỏ sinh nhật nó đi về luôn. Mới thấy nó còn tình cảm mình cái mình tiếp tục luôn là tới bây giờ luôn. Có thời gian nào hai đứa phải yêu xa không? Dạ lúc nào cũng yêu xa. Sao vậy? Là một bữa Củ Chi nữa ở Sài Gòn. Dạ rồi em lại đi nghỉ vụ nữa. À đi nghỉ vụ là yêu xa chắc chắn rồi đó. 2 năm nghỉ vụ đúng không? Ở trong quân đội đó thì là cô ấy có đến thăm không? Dạ có, đều đặn thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà lúc đó em có sợ là bé này ở ngoài có người khác cua không? Đó. Dạ cũng có, nhưng mà em vẫn không có quen, cũng không nói chuyện luôn. Rồi đi 2 năm ra quân và bắt đầu là cưới liền hả? Dạ không, ra quân thì như là 3 năm sau mới cưới. Là bạn này bao nhiêu năm? Cưới quá sớm, tại vì là mới có mấy tuổi, 24 tuổi. Dạ không, mới cưới năm ngoái hả? Ôi vậy? Cũng vẫn sớm, mới 23 thôi. Sớm quá. Sao cưới sớm vậy? Bác sĩ bao cưới. Sao mà để cho có sự cố xảy ra vậy chứ? Thì chồng em á là hai đứa trước hôn nhân là có làm chiến đấu. Xong rồi chồng em mới đi ra hiệu thuốc mua. Em đi vòng vòng mấy cái hiệu bán đặc trưng của cái đó thì em dạo hoài không dám vô. Thôi vô tiệm thuốc mà em cũng dạo từ 7 giờ tới 8 giờ mấy mới vô á. Nói bán cho em cái bao, cái chị nói lấy lại thường hay là lại tốt, nói lấy cho em cái tốt nhất đi. Cái chị mới đưa em 3 cái, em hỏi bao nhiêu tiền? 6.000. Cái em mới đưa 6.000 mà em thấy hồi hộp quá, sao cái này có 6.000, không lẽ nó rẻ vậy hả? Cái em cũng lấy luôn mà xài xong cái 3 tháng sau cái báo tin luôn rồi lũng luôn. Dạ lại tốt gì mà lũng kỳ vậy?
tại ba cái 6.000 cái thứ hai nữa ổng quân đội nữa, coi như trong kia ổng tập bắn dữ lắm. Mà tối đó xài hết ba cái không? Dạ không xài, không có chuyên nghiệp. Em còn quá trẻ, và khi em biết tin là em có bầu thì lúc đó cái cảm giác của em nó như thế nào? Kiểu cũng hoang mang lắm, tại vì em còn chưa có sự nghiệp gì mấy. Với gia đình thì sao? Gia đình thì lúc đó chưa có nói, hai đứa vẫn im lặng thôi. Rồi bao lâu mới báo cho gia đình biết? Như là một tuần sau á mới kêu gia đình hai bên ăn cơm với nhau thôi. Dạ xong thì lúc đang ăn cơm cái ảnh nói ra thì cả nhà hết ăn luôn. Em mới nói giờ bố có cháu nội giờ tính sao, ba giỡn hoài còn nhỏ xíu xíu nít nôi đẻ đúng gì đây. Cái mới kêu giờ có rồi phải cưới gấp thôi. Kêu mọi người đứng hình luôn, bỏ đùa. Dạ rồi xong cuối cùng sao, nhưng mà thì mọi người giải quyết như thế nào? Hai đứa nó tự lập hết rồi, cho nên là chuyện mà cha mẹ phải nhúng tay vô nó cũng không có phải là vấn đề mà nghiêm trọng quá. Rồi tự đi học đạo, rồi tự xin ký, rồi đăng ký kết hôn, rồi tự làm hết. Con được mấy tháng rồi con? Dạ 19 tháng. Trai gái? Dạ ăn trai. Tới phần kia đi, đại hội vạch mặt á. Đồng chí Quyết Chí có nhiều tật xấu không? Có, cũng nhiều lắm chị. Làm biến. Rồi bày hày nữa chứ. Hay nhắn tin với gái. Là trời. Mà có bị bắt gặp những cái tin nhắn mùi mẫn gì không? Dạ có một lần. Lúc đó là em giận quá thì em đòi bỏ nhà đi. Lúc đó làm bé mấy tháng? Đó là em đang có em bé. Chưa có sanh bé ra, bầu 7 tháng ạ. Nghi á, phát hiện cái tin nhắn là cái chi tiết tin nhắn là cái gì? Thì lần đó ảnh đi với đối tác á, cái xong cái em ở nhà em lo sao thấy chưa về nữa. Cái em mới nhập vô Zalo của ảnh, em nhập bát vô thì vô tình là vô được. Thì em mới thấy tin nhắn là em nè, thì lúc đó em mới ghen lên. Nhưng mà em không biết là nói gì trong tin nhắn đó thôi, chỉ thấy là cái tên là em nè thôi. Xong rồi em mới gọi ảnh quá trời luôn. Thì ảnh không bắt máy, rồi cái em mới đùng em đòi bỏ nhà đi. Rồi anh giải thích làm sao? Đồng chí đi đâu? Đi đối tác đó, cho nên là không có tránh khỏi mấy cái vấn đề đó. À đối tác là em nè. Dạ. Nhưng mà bây giờ còn hay nhắn tin cho gái không? Chỉ là nhắn tin cho gái chơi game thôi. Mà chấp nhận luôn hả? Xong chơi game với con trai mà mắc gì phải chơi game với con gái? Tại vì mấy nhỏ thích mình thì mình chơi thôi, chứ em cũng suy nghĩ gì sâu xa lắm đâu. Dạ không? Nó chỉ giới hạn là game thôi. Con trai sao nó không thích mình? Tại vì mình không thích nó. Trời ơi, gặp vậy là nhân vợ của Chí hiền quá, chứ gặp chị là chị không chịu á. Như cuộc đời em ít bạn lắm, em chỉ có em yêu bé người yêu mới nhưng bé người yêu cũ. Hả? Bây giờ còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ không. Nói mong muốn luôn đi. Ít chơi game lại, kiểu quan tâm vợ hơn. Vợ kêu sẽ nghe. Dạ chỉ nhiêu đó thôi à. Có làm được không? Dạ được. Rồi bây giờ tới Quyết Chí đó. Cô ấy có những tật xấu gì? Nghi thì nóng tính lắm. Nhưng là cái nồi chảo dầu vậy đó. Ví dụ giống như là mình đi đâu đó mà điện thoại hết pin, cô này lại không tin là mình hết pin. Xong là về là hả, quần áo là đó là xếp sẵn hết rồi, xong rồi ly dị rồi các kiểu là làm. Cứ giờ 1, 2, 3 cái là bùng vậy á, chứ không có nghe giải thích hay cái gì hết á. Dạ rất là nhiều lần. Hỏi có la làng chửi lói không? Dạ không, vợ em im lặng lắm. Chỉ có nóng bùng bên trong rồi đùng cái là bể rồi chứ. Lửa ngầm đúng không? Nhưng mà có bao giờ viết đơn chưa? Nói bằng miệng thôi, nhưng mà em viết. Em viết hả? Chồng viết đơn là viết đi cho bỏ ghét hả? Dạ giờ làm nhiều lần quá mà mình không cải thiện được cái vấn đề đó là mình đi viết luôn. Mà cái đợt đó có đứa nào ký không? Chỉ cũng biết rồi. Đứa nói đứa viết mà dễ gì ký, đưa ra một cái là bắt đầu run rẩy liền, run tay liền. Tôi đó, dạ tôi đưa cái tôi viết vô giáo tôi không ký. Còn xấu gì nữa không? Làm xiên hay làm biếng, làm sạch hay làm dơ? Ở nhà mấy cái việc đó em làm hết mà sao nó kêu mới dơ ra? Ồ vậy hả? Dạ, giặt giũ rồi quét nhà, lau nhà, chăm con rồi đút con ăn rồi này nọ cái kiểu em làm hết. Ủa chị làm hết luôn à? Dạ. Ủa vậy cuối cùng bà có làm gì không? Bà làm đẹp. Tại vì dạ em kiếm tiền lắm cho nên là đang mang bầu á, cái xin em mở cái tiệm ở nhà đi. Mở tiệm ở nhà ra là làm suốt cho nên mấy vấn đề em làm hết. Rồi giờ mong muốn đi thay đổi điều gì chứ? Em chỉ muốn là cái miệng bớt hổn thôi. Đâu ba hổn sao nói nghe coi. Trời đất ơi, ba xả ra một cái rồi ta nói hả? Ví dụ xả ba lôi nguyên dòng họ rồi này nọ các kiểu rồi ba xả là đây là mỗi lần mà em đi đâu chơi với bạn là phải video call đó mở ra ngoài cái bạn mỗi lần gặp nó là ghẹo hoài. Mày nhắm mày về được không? Không thôi để tao qua đó tao lôi cái đầu mày về. Vậy xả luôn á? Dạ ba xả ghê. Nhưng mà là trước mặt bạn luôn hả? Dạ. Mà thiệt chứ không có giỡn đúng không? Dạ thiệt. Cái đó là thật xấu đó nghe. Là do ghen, đó là thật xấu đó. Do bực bội là tại đi uống với bạn hay là như thế nào?
do bực á chị, đi trễ quá không về cái em cũng lo. Trễ là tới mấy giờ? 11, 12 giờ rồi. Vậy là chưa trễ đâu, lố qua 12 giờ mới là trễ. Nhưng mà mỗi lần á bị xả như vậy á, cái cảm giác của Chí nó như thế nào? Cái chuyện mà vợ mình sợ vợ nó không phải là gì ghê gớm nó đâu, cho nên là bình thường à. Bạn bè nó hiểu mình thì nó chơi tiếp. Có cảm thấy bị mắc cỏ không? Dạ không, cũng thấy bình thường. Vợ gia đình là trên hết. Nghi còn có cái tật xấu gì mà hơn tật đó nữa không? Không, mọi thứ hoàn hảo rồi. Dạ. Là chị có không kèm được cái cảm xúc. Bây giờ sẵn đây chị nói cái mong muốn bả thay đổi gì luôn đi. Em chỉ muốn là vợ em hiền lành một chút xíu, hiểu chuyện. Cái gì cũng vậy, dừng lại, suy nghĩ, suy ngẫm lại. Chứ không phải cái gì cũng sổ ra. Rồi mấy cái đó sau này nó không thể nào mà vơi đi được, kiểu như vậy. Kiểu như là nó cứ ứ lại trong người. Mình làm không quá đáng như những gì mà người ta nói, mà người ta tự suy diễn ra. Chị thấy như vậy nè, cũng có những cái cặp vợ chồng á, người ta muốn được chia sẻ, cái gì là phải nói ra, nói liền không có để bụng. Nhưng mà chia sẻ ở như thế nào lại là một cả một nghệ thuật. Dạ. Cái xả của Nghi không phải là sai, nhưng mà nó chưa đúng. Mình bực hay gì mình cứ nói: anh, sao giờ này anh chưa về, anh có biết là 11, 12 giờ em lo lắm không? Nó khác, đúng không? Làm chị giật mình liền, chết cha, giờ là mình sai quá. Đó. Đúng không? Chứ còn á, khi mà Nghi xả theo kiểu đó thì Nghi sẽ xả được cái bực tức trong người của Nghi, nhưng mà cái cảm xúc của Chí nó sẽ lắng lại. Nó cứ như là nước mà lóng phèn á, thời gian lâu cái phèn, cái nước đục nó nhiều lên, thì đến một lúc nào đó nguyên cái lu đó, cái nước trong nó hết luôn. Nghi hiểu không? Tại vì tuổi của tụi em còn rất nhỏ, cho nên là chưa đủ chín chắn. Nhưng rồi thì Nghi cũng sẽ hoàn thiện mình dần, thay đổi dần dần. Bắt đầu tính từ hôm nay nha, những cái gì trước đó phèn mà nó lóng lại rồi, có nhiều xả hết, bỏ, hiểu không? Không có lóng lại nữa, không có lóng lại nữa, bỏ hết đi. Thì Nghi bắt đầu thay đổi từ bữa nay nghe. Dạ. Cứ xả ra đi, không cần ấy, nhưng mà xả một những cái lời lẽ nó mỹ miều hơn, nó khổ nhục kế hơn, nó đắc nhân tâm hơn là ăn. Ok, rồi, nha, cảm ơn hai em.